Xin chào quý vị đã quay lại với kênh Sức Khỏe Gia Đình. Kính chúc quý vị có một sức khỏe vui vẻ trong cuộc sống. Sau đây chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu 9 cách trị mùi hôi cơ thể siêu hiệu quả này. Mùi cơ thể là một trong những nguyên nhân khiến bạn mất tự tin, từ đó có thể lỡ nhiều cơ hội trong cuộc sống. Nếu đang gặp rắc rối với vấn đề này, thử áp dụng ngay những cách trị mùi hôi cơ thể đơn giản nhưng siêu hiệu quả sau nhé. Mồ hôi có mùi nồng, nặng, khó chịu là hiện tượng xảy ra khi cơ thể bài tiết một lượng lớn bất thường chất tiết tuyến mồ hôi và bị các vi khuẩn, mảnh vụ tế bào có sẵn trên da lên men, phân hủy. Có hai loại tuyến mồ hôi cơ bản. Apocrine là tuyến mồ hôi có ở quần vú, nách, ống tai ngoài, bộ phận sinh dục, hậu môn. Tuyến mồ hôi apocrine bài tiết dầu nhớt, hoạt động khi con người chúng ta đến tuổi dậy thì. Rối loạn của tuyến mồ hôi này là gây ra tình trạng mồ hôi có mùi. Estrin, đây là tuyến mồ hôi có từ lúc chúng ta mới sinh ra và ở khắp các khu vực trên cơ thể, chúng là nước và được tiết ra để làm mát cơ thể. Rối loạn của chúng là gây ra hiện tượng tăng hoặc giảm tiết mồ hôi và rôm sảy. Kết hợp cả hai yếu tố này, chúng ta có thể hiểu được nguyên nhân vì sao các bạn trẻ ở độ tuổi dậy thì chơi thể thao, cơ thể sẽ có mồ hôi nặng mùi nhiều hơn. Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về nguyên nhân gây bệnh, quý vị nên tiếp tục theo dõi các thông tin dưới đây. Mồ hôi bị nặng mùi là do một số nguyên nhân sau đây. Vận động. Khi bạn chơi thể thao như chạy bộ, leo cầu thang hay lao động nặng, mang vác đồ nặng, thân nhiệt sẽ tăng lên và lúc này các tuyến mồ hôi sẽ tiết ra nhiều để làm dịu mát cơ thể. Đồ ăn, thức uống. Cá, thịt chó, hành, tỏi, các loại gia vị nồng, cà phê, rượu cũng sẽ khiến cơ thể tiết ra mùi tương tự. Bệnh tật. Người mắc các bệnh như đau tim, sốt rét, lao, ung thư. Hay phụ nữ ở thời mãn kinh, nam giới bị giảm chức năng tuyến sinh dục dễ bị bốc hỏa. Người bệnh sử dụng các loại thuốc điều trị như morphine, aspirin, acetamol sẽ dễ gây tăng tiết mồ hôi. Mồ hôi cơ thể có mùi nặng là do vi khuẩn. Mồ hôi có thành phần chính là nước và muối, NaCl. Vì vậy, về bản chất chúng không có mùi. Tuy nhiên, sau một thời gian khi tiết ra ngoài môi trường và bề mặt da sẽ bị vi khuẩn làm cho lên men và có mùi. Do đó, thật dễ hiểu khi các bùn nách, bẹn, những nơi có nhiều lông, vi khuẩn cư ngụ sẽ có mồ hôi nặng mùi hơn những khu vực khác. Điều đặc biệt là mỗi người sẽ có các loại vi khuẩn khác nhau nên thường mỗi người sẽ có mùi hôi cơ thể không giống nhau. Ngoài ra, khi bạn để mồ hôi tiết ra nhiều trên quần áo, giày nhiều ngày mà không giặt, khi đó vi khuẩn sẽ sinh sôi nhiều. Nếu như bạn tiếp tục diện nó thì khi cơ thể tiết mồ hôi ra và gặp lượng vi khuẩn lớn, mùi hôi nặng mùi là điều bạn nên lường trước. Những cách loại bỏ mồ hôi nặng mùi cơ thể hiệu quả. 1. Vệ sinh cơ thể đúng cách. Mỗi ngày bạn nên vệ sinh cơ thể từ 1 đến 2 lần nhằm loại bỏ sạch mồ hôi bị nặng mùi còn tồn đọng trên da. Đồng thời tế bào da chết và vi khuẩn ngoài da cũng được loại bỏ, tránh nguy cơ hình thành mùi hôi cơ thể. Khi vệ sinh cơ thể, bạn có thể sử dụng một số loại sữa tắm giúp dưỡng ẩm, chăm sóc da, tiêu diệt vi khuẩn hiệu quả và cải thiện mùi hương trên cơ thể. 2. Nên lựa chọn quần áo thoáng mát. Bạn cần có sẵn cho mình một tip lựa chọn quần áo để sử dụng khi thời tiết bước vào những ngày hè nóng bức. Hạn chế mặc các loại chất liệu ngăn cản khả năng điều tiết nhiệt độ tự nhiên của cơ thể là bạn đã thực hiện tốt cách trị mùi mồ hôi cơ thể rồi đấy. Nên lựa chọn những chất liệu có khả năng thấm hút mồ hôi tốt như vải cô tông hoặc polyester. 3. Hạn chế mồ hôi nặng mùi bằng cách uống nhiều nước lọc. Nước không chỉ làm dịu cơn khát mà còn giúp cơ thể cân bằng lại nhiệt lượng. Vào mùa hè trời nắng nóng, bạn nên tăng cường uống nước lọc và những loại nước ép trái cây, rau củ không đường. Theo nghiên cứu, mồ hôi là kết quả của sự tăng nhiệt độ cơ thể và dẫn tới bài tiết nước. Cho nên cung cấp đủ lượng nước cần thiết cho cơ thể sẽ giúp bạn không cảm thấy nóng bức, mệt mỏi và ngăn chặn được tình trạng mồ hôi cơ thể nặng mùi.
chúng ta cũng nên lựa chọn những bộ quần áo có size lớn hơn so với khổ người của mình. Việc này giúp tạo khoảng không trên cơ thể, mồ hôi nặng mùi được thoát ra tốt hơn. Ngoài ra, bạn nên chọn các loại quần áo có màu sáng. Bởi màu tối thường mang đến khả năng hấp thu nhiệt lượng từ ánh mặt trời cao hơn so với quần áo sáng màu. 4. Cân bằng độ pH cho làn da. Theo nhiều nghiên cứu, tất cả các loại vi khuẩn đều không thể sống trong môi trường axit. Chính vì vậy, vào những ngày trời nóng, bạn có thể áp dụng một số phương pháp làm giảm độ pH cho làn da. Cụ thể, đối với da mặt, toner và các loại nước hoa hồng là một lựa chọn lý tưởng. Còn với những khu vực da hay ra nhiều mồ hôi như lòng bàn tay, bàn chân, vùng da dưới cánh tay thì bạn có thể thoa một lớp mỏng dầu trà hoặc giấm táo. Vi khuẩn biến mất thì tình trạng mồ hôi nặng mùi sẽ nhanh chóng biến mất đấy. 5. Thư giãn bản thân, hạn chế căng thẳng. Căng thẳng là nguyên nhân hàng đầu kích hoạt tuyến mồ hôi hoạt động. Khi bạn lo lắng, tim sẽ đập nhanh, còn miệng thì khô. Từ đó, gây ra phản ứng sợ hãi, hệ thần kinh, tim mạch và cả tuyến mồ hôi cũng sẽ bị kích thích để đối phó với tình trạng này. Một lối sống lành mạnh bao gồm tập thể dục đều đặn, thư giãn phù hợp sẽ giúp cơ thể xử lý căng thẳng hiệu quả. Do đó, bạn nên tập cách hít thở sâu, tránh thức khuya hoặc làm việc quá gắng sức. Ngủ đủ giấc từ 7 đến 8 tiếng một ngày cũng là một thói quen mà bạn nên duy trì để hạn chế tình trạng mồ hôi nặng mùi. 6. Bổ sung các loại thực phẩm giúp hạn chế mùi hôi cơ thể. Đây là một cách trị mùi mồ hôi cơ thể đơn giản mà hữu hiệu, có thể thực hiện ngay tại nhà. Không chỉ hạn chế mùi khó gần, chúng còn giúp bạn cải thiện sức khỏe tổng thể về lâu dài. Theo đó, bạn có thể tham khảo các thực phẩm sau: nước lọc, rau xanh, trái cây tươi, thực phẩm chứa nhiều magie, canxi như phô mai, bơ, đậu, chuối. Hãy chế biến linh hoạt thực đơn để kích thích vị giác ăn ngon miệng cũng như duy trì ổn định về lâu dài. 7. Tránh xa những thực phẩm khiến mùi hôi cơ thể đậm đặc hơn. Bên cạnh quá trình bổ sung thực phẩm có lợi thì việc hạn chế cũng đóng vai trò quan trọng, giúp bạn loại bỏ mùi hôi cơ thể. Một số thực phẩm nên hạn chế nạp vào cơ thể bao gồm hành, tỏi, cà tím, cá biển như cá hồi và các loại gia vị mạnh. Những thực phẩm này có khả năng tạo ra các hợp chất gây mùi cho cơ thể qua quá trình tiêu hóa. 8. Nên lựa chọn loại nước giặt diệt khuẩn tốt để hạn chế mồ hôi nặng mùi. Quần áo tuy đã được giặt sạch nhưng vẫn có thể bám mồ hôi và gây mùi cho cơ thể. Nếu nước giặt hay bột giặt mà gia đình bạn sử dụng không có khả năng làm sạch hiệu quả, bạn cần lựa chọn một dòng sản phẩm có đủ sức đánh bay mọi loại vết bẩn, mùi cơ thể nặng bám trên quần áo. Chúng có thể mang đến cho quần áo hương thơm tươi mát sau mỗi lần giặt. Bột giặt hòa tan nhanh, thấm sâu vào từng sợi vải, nên quần áo được giặt sạch nhanh chóng chỉ sau một lần giặt, đồng thời lưu giữ hương thơm sang trọng bền lâu suốt một ngày dài, mang lại vẻ tự tin cho bạn, không còn nỗi lo mồ hôi nặng mùi trong ngày hè nóng bức. Tiếp theo, kênh Sức Khỏe Đời Sống xin được giới thiệu mẹo dân gian chữa trị chứng ra mồ hôi ở tay, chân hiệu quả. Mẹo dân gian chữa trị chứng ra mồ hôi ở tay, chân có các biện pháp điều trị theo y học cổ truyền rất đơn giản như: sử dụng muối, lá lốt, lá ngải cứu, nước chè xanh, lá dâu tằm lại được nhiều người lựa chọn vì tính an toàn, rẻ, tiện lợi và đặc biệt mang lại hiệu quả rất khả quan. Cách trị mồ hôi tay, chân bằng lá lốt. Cách trị mồ hôi tay, chân bằng lá lốt phải thực hiện đều mỗi ngày một lần trước khi đi ngủ. Mỗi lần ngâm từ 15 đến 20 phút để hạn chế được chứng ra mồ hôi tay chân hiệu quả. Nguyên liệu: 30g lá lốt, 1 nhúm muối trắng. Cách thực hiện: đầu tiên, bạn cần rửa sạch và cắt nhỏ 30g lá lốt tươi. Sau đó cho lá lốt vừa cắt vào nồi cùng 1 lít nước sạch rồi đun sôi, cho thêm ít muối vào nồi rồi tắt bếp, để nước ấm, sau đó ngâm tay và ngâm chân vào. Hoặc mọi người có thể sử dụng lá lốt để uống. Mỗi ngày, lấy một nắm lá lốt 30g đã sao vàng cho vào 500ml nước đun sôi chừng 15 phút chắc lấy nước bỏ bã. Uống cả ngày như uống nước lọc, uống liên tục trong vòng 7 ngày.
Sau khi ngừng uống 4 đến 5 ngày tiếp tục uống thuốc thêm một tuần nữa, chắc chắn bạn không còn phải khó chịu vì bệnh ra mồ hôi chân tay nữa. Cách trị mồ hôi tay, chân bằng muối. Muối là nguồn nguyên liệu rẻ và dễ dàng tìm thấy trong căn bếp của mỗi gia đình. Ngoài sử dụng là một gia vị trong các món ăn thì muối còn có tác dụng chữa bệnh tuyệt vời nhờ khả năng diệt khuẩn của nó. Một trong số đó là công dụng chữa đổ mồ hôi tay, chân cực kỳ hiệu quả, hết sức đơn giản. Lấy một nắm muối hòa vào thau nước ấm cho tan hết ra rồi ngâm chân hoặc tay vào. Thời gian, ngâm khoảng 15 đến 20 phút, đến khi nước nguội. Bạn có thể cho thêm gừng tươi giã nát vào nước để ngâm chân, tay sẽ giúp khử mùi hôi do tăng tiết mồ hôi trên da. Ngâm chân ngoài công dụng trị chứng đổ mồ hôi trộm ra thì đây còn là cách thư giãn cực kỳ tuyệt vời. Nước chè xanh chữa trị mồ hôi trộm ở tay, chân. Chè xanh có tác dụng giúp kháng khuẩn, sát khuẩn hiệu quả, vì vậy chè xanh được sử dụng để chữa các bệnh ngoài da và chữa đổ mồ hôi trộm ở tay, chân. Sử dụng một nắm lá chè xanh đun lấy nước, sau đó chờ cho nước ấm rồi ngâm tay, chân khoảng 15 đến 20 phút. Có thể thực hiện cách làm này ngày 2 đến 3 lần sẽ mang lại hiệu quả bất ngờ trong trị mồ hôi trộm trên tay, chân. Bạn hãy làm cách này thật đều để mang lại hiệu quả cao nhé. Lá dâu tằm giúp chữa trị mồ hôi trộm ở tay, chân. Lá dâu tằm sử dụng được nhiều cách trong điều trị chứng ra mồ hôi trộm như uống nước lá dâu, tắm nước lá dâu kết hợp chân gà, nấu cháo với lá dâu tằm. Chúng ta có thể nấu món cháo dâu như sau. Nguyên liệu: 50g lá dâu non, gạo tẻ 1 nắm, thịt nạc băm nhỏ. Có thể kết hợp cùng lá dâu để nấu cháo cho con. Lá dâu ngoài tác dụng thanh nhiệt an thần, làm hạ nhiệt khi trẻ nhỏ bị sốt cao, còn giúp trẻ ngủ ngon giấc, nên cho con ăn một lần một ngày trong 5 ngày liên tiếp thì sẽ đỡ mồ hôi ở chân, tay. Chữa mồ hôi trộm với ngải cứu. Ngải cứu là cây thuốc phổ biến có công dụng chữa được nhiều chứng bệnh như chảy máu cam, trị đau dạ dày, mồ hôi trộm, mồ hôi tay chân. Cách làm: cho cây ngải cứu vào bát, đốt rồi hơ tay, chân vào hơi nóng bốc lên. Tinh dầu ngải cứu sẽ có tác dụng làm ấm đôi bàn tay, chân của bạn, hạn chế tình trạng hư hàn, nguyên nhân chính gây chứng đổ mồ hôi tay chân. Cháo sò, hến trị được mồ hôi trộm ở tay, chân. Nguyên liệu: 100g sò biển, 100g hến, 50g bột gạo, 3g rễ hẹ, gia vị đi kèm. Cách làm: sò, hến rửa sạch, hấp cách thủy rồi bỏ vỏ, ruột thái nhỏ, ướp bột gia vị. Rễ hẹ rửa sạch giã nhỏ lọc lấy 200ml nước, cho bột gạo vào khuấy đều, đun nhỏ lửa. Cháo chín cho sò biển và hến vào đảo đều, cháo sôi lại là được. Ăn lúc đói, một lần một ngày, ăn liền 3 đến 5 ngày. Đổ mồ hôi là hiện tượng sinh lý tự nhiên, nhưng nó có thể trở thành nỗi ám ảnh đáng sợ nếu vượt qua tầm kiểm soát của bạn. Nên khi mới bị, bạn hãy sử dụng những cách chữa trị chứng ra mồ hôi ở tay, chân để giảm phát tác của bệnh. Bạn có thể tự tin tận hưởng cuộc sống mà không còn phải bận tâm về mồ hôi nhiều. 4 mẹo hay giúp hạn chế ra mồ hôi nách hiệu quả. Lựa chọn trang phục hạn chế ra mồ hôi nách. Bạn có biết rằng nguyên nhân cơ thể ra mồ hôi nách một phần là đến từ quần áo? Lời khuyên đầu tiên dành cho bạn chính là chú ý lựa chọn trang phục phù hợp. Việc mặc những trang phục bó sát cơ thể hay chật vùng nách sẽ khiến mồ hôi dễ tiết ra. Bạn nên lựa chọn quần áo vừa vặn, thoáng mát. Bên cạnh đó, chất liệu của vải cũng cần được chú trọng. Quần áo có chất liệu dễ thấm hút mồ hôi như chất vải cô tông là lựa chọn tốt nhất. Chúng mềm mại, thoáng mát giúp cho vùng cánh tay được thở dễ dàng hơn. Mẹo này giúp bạn hạn chế cơ thể tiết ra mồ hôi trong ngày hè nắng nóng. Chế độ ăn giúp giảm ra mồ hôi nách. Một mẹo hạn chế ra mồ hôi nách nữa bạn không nên bỏ qua chính là điều chỉnh chế độ ăn uống và thực đơn dinh dưỡng mỗi ngày. Nghe có vẻ vô lý phải không? Thực tế là khi bạn ăn những thực phẩm cay nóng như ớt, gừng, tỏi, tiêu, chúng sẽ khiến cơ thể nóng lên, tiết ra mồ hôi nhiều hơn để làm mát. Từ đó gây nên những mùi hôi cơ thể khó chịu.
Hiển nhiên là chúng sẽ tập trung nhiều nhất chính là vùng dưới hai cánh tay. Ăn uống hợp lý vừa giúp hạn hế ra mồ hôi nách, vừa là cách khắc phục mùi hôi cơ thể hiệu quả. Ngoài ra, ăn nhiều đồ ăn chứa nhiều dầu mỡ, chất béo thì cơ thể sẽ tạo ra những mùi hôi khó chịu. Những chất kích thích như rượu, bia, cà phê cũng là khiến cơ thể tiết nhiều mồ hôi. Vì vậy, cách hạn chế ra mồ hôi nách hiệu quả chính là ăn uống thật khoa học. Bổ sung vào chế độ ăn những thực phẩm thanh mát như đậu phụ, trái cây, rau củ quả. Đồng thời, đừng quên uống đủ 2 lít nước mỗi ngày để ngăn mùi hôi cơ thể. Vệ sinh vùng nách đúng cách, mồ hôi chính là môi trường lý tưởng để vi khuẩn sinh sôi. Chúng sẽ bám và ở lại trên cơ thể gây nên những mùi hôi khó chịu. Vì vậy, Clinipida khuyên bạn nên thường xuyên tắm rửa, vệ sinh sạch sẽ để cơ thể luôn thông thoáng và giúp diệt vi khuẩn gây mùi. Đặc biệt, khi tắm rửa bạn nên chú trọng làm sạch các vùng dưới cánh tay tối thiểu 2 lần một ngày. Bạn có thể sử dụng xà phòng diệt khuẩn, các loại nguyên liệu như gừng, chanh trong khi tắm. Chúng vừa giúp loại bỏ được các loại vi khuẩn, vừa hạn chế tình trạng ra mồ hôi nách hiệu quả. Sử dụng bột giặt phù hợp. Một trong những giải pháp giúp giảm ra mùi hôi nách hiệu quả là giặt quần áo thật sạch sẽ. Việc mồ hôi nách dính trên áo và không được vệ sinh sẽ khiến chiếc áo bạn bị ố vàng, và nếu để lâu thì bạn sẽ khó mà tẩy vết ố vàng trên áo triệt để. Với 4 mẹo hạn chế ra mồ hôi nách ở trên, hy vọng bạn đã tìm ra cách phù hợp. Chúc bạn giải quyết được mối lo âu và tự tin học tập, làm việc để đạt những kết quả tốt nhất. Tiếp theo, hãy cùng kênh Sức Khỏe Đời Sống tìm hiểu 4 cách khử mùi mồ hôi dầu trên quần áo hiệu quả 99,9%. Mồ hôi bám trên quần áo gây ra các mùi khó chịu, đặc biệt là mồ hôi dầu. Vậy cách khử mùi mồ hôi dầu trên quần áo một cách triệt để nhất là gì? Nguyên nhân mồ hôi dầu. Theo các nghiên cứu của nhà khoa học, nguyên nhân khiến cơ thể tiết nhiều mồ hôi dầu là do rối loạn chức năng hệ thần kinh thực vật và yếu tố di truyền. Trong đó, hệ thần kinh thực vật là hệ thống có chức năng điều khiển hoạt động của tuyến tiết, bao gồm tuyến mồ hôi. Khi các chức năng thực hiện quá công suất sẽ khiến cơ thể sản sinh ra mồ hôi nhiều. Ngoài hai yếu tố này thì khi mang thai, mãn kinh, thay đổi cơ thể quá nhiều cũng làm rối loạn các chức năng bên trong gây ra mồ hôi nhiều kèm dầu nhờn. Những cách khử mùi mồ hôi dầu trên quần áo hiệu quả. 1. Giấm ăn. Giấm ăn ngoài là nguyên liệu nấu ăn còn có công dụng khác trong việc giặt giũ, tẩy rửa vô cùng tiện lợi. Tính axit của giấm ăn có thể diệt vi khuẩn và khử mùi hôi trên áo quần rất hiệu quả, đặc biệt là mồ hôi dầu. Cách chữa mùi mồ hôi dầu trên quần áo bằng giấm ăn rất đơn giản. Lúc ngâm quần áo với xà phòng, bạn hãy thêm vài muỗng giấm ăn vào, rồi ngâm trong 30 phút trước khi giặt. Cách này sẽ giúp bạn khử hoàn toàn mùi mồ hôi dầu hiệu quả. Hơn nữa, giấm là nguyên liệu dễ tìm với giá thành không quá cao, bạn có thể mua về và thực hiện dễ dàng. 2. Muối biển. Như bạn đã biết, muối biển có độ mặn nhất định với tính sát khuẩn rất cực kỳ tốt. Mồ hôi bám vào quần áo lâu ngày do vi khuẩn gây ra. Do đó, một trong những cách khử mùi mồ hôi dầu hiệu quả đó là muối biển. Bạn có thể ngâm quần áo dính mồ hôi dầu với dung dịch nước muối pha loãng. Ngâm khoảng 30 phút rồi giặt thật sạch với xà phòng và nước sạch. Mùi hôi khó chịu, mồ hôi dầu nhờn rít sẽ được khử sạch hoàn toàn. 3. Kem đánh răng. Kem đánh răng là cách khử mùi mồ hôi dầu đơn giản, hiệu quả với giá thành hợp lý. Bạn có thể sử dụng kem đánh răng để loại bỏ những vết bẩn do mồ hôi dầu để lại, hay những vết ố vàng trên quần áo. Bạn chỉ cần thoa một lớp kem đánh răng mỏng lên quần áo, đặc biệt những phần thường dễ bám mồ hôi như nách áo và cổ áo. Tiếp theo, dùng bàn chải chà nhẹ trong một vài phút rồi giặt với xà phòng. Cuối cùng xả nước lại như bình thường. 4. Bột giặt và nước xả vải. Cách đơn giản nhất là bạn chỉ cần dùng bột giặt. Bột giặt hiện nay có rất nhiều dòng sản phẩm với sức mạnh đánh bay vết bẩn cứng đầu nhanh chóng, hiệu quả. Mùi mồ hôi dầu bám trên áo quần sẽ dễ dàng được giặt sạch. Tuy nhiên,
Bạn cần tập thói quen thường xuyên giặt quần áo, đừng để quần áo dơ lâu ngày. Vi khuẩn sẽ tích tụ và gây ra mùi hôi khó chịu, đồng thời làm hư hỏng quần áo. Đối với những chỗ như nách áo, cổ áo, đũng quần, bạn nên lộn trái ra khi giặt, bôi xà phòng vào và ngâm khoảng vài phút để các vết bẩn dễ giặt sạch sơn. Sau khi giặt lập tức đem phơi ở những nơi khô thoáng để áo sạch mùi mồ hôi. Để quần áo thơm hương hơn, bạn có thể xả qua với nước xả vải. Một số cách khắc phục tiết mồ hôi dầu. Một chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh sẽ giúp khắc phục mồ hôi dầu hiệu quả nhất, trong đó không sử dụng chất kích thích, trà, cà phê. Hãy cân nhắc chọn các loại thức uống từ rau củ quả thiên nhiên để chăm sóc cơ thể và cả làn da. Nếu không có đủ thời gian thực hiện những thức uống thơm ngon, healthy này thì bạn chỉ cần tuân thủ uống 2 lít nước một ngày là sẽ thấy làn da dầu được cải thiện ngay. Cân nhắc giảm cân. Việc thừa cân, béo phì cũng chính là nguyên nhân khiến mồ hôi dầu trên cơ thể tiết ra nhiều. Một cơ thể rắn chắc, cân đối và khỏe mạnh mới là hình mẫu giúp các tuyến tiết mồ hôi trong cơ thể hoạt động ổn định. Nên chọn quần áo thoáng mát. Quần áo bó sát, không thấm hút và quá chật sẽ khiến cơ thể tiết ra mồ hôi nhiều hơn. Như vậy, những bộ quần áo thoáng mát từ chất vải cô tông sẽ là lựa chọn hàng đầu giúp cơ thể khô ráo và mát mẻ cả ngày. Bên cạnh đó, mồ hôi dầu là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn gây ngứa ngáy và dị ứng da. Bạn cần thường xuyên giặt giũ quần áo sạch sẽ với nước giặt an toàn sẽ giúp giảm ngay các vấn đề về da. Trên đây là 4 cách khử mùi mồ hôi dầu trên quần áo hiệu quả chỉ với những nguyên liệu dễ tìm, có sẵn trong gia đình bạn. Tiếp theo, kênh Sức Khỏe Đời Sống xin gửi tới quý vị 20 mẹo khử mùi hôi giày hiệu quả cao, thực hiện nhanh gọn. Khi giày bị hôi, bạn sẽ cảm thấy mất tự tin trong cuộc sống hàng ngày. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến công việc, giao tiếp, mà thậm chí còn là các mối quan hệ. Thế nhưng, bạn đã nằm lòng những cách khử mùi hôi giày hiệu quả, nhanh chóng nhất chưa? Nguyên nhân khiến giày có mùi hôi ẩm. Mùa hè là khoảng thời gian lý tưởng nhất để ra ngoài vui chơi. Thế nhưng, vấn đề phiền toái là những đôi giày của bạn sẽ có khả năng cao bốc mùi hôi thối. Nguyên nhân của mùi hôi giày là gì? Nó xảy ra trong một quy trình có thể dự đoán được. Nhiệt độ nóng dẫn đến mồ hôi chân nhiều. Và mồ hôi chân tạo hơi ẩm trong giày gây ra mùi khó chịu. Việc vệ sinh giày, tất chưa được tốt và không được thường xuyên. Do chất liệu giày không tốt và thiết kế có phần bí bách, không thông thoáng. Do bạn sử dụng một đôi giày liên tục trong một thời gian dài làm giày có mùi hôi. Thế nhưng, bạn đừng vội vứt những đôi giày có mùi hôi đi. Vì hôm nay, kênh Sức Khỏe Đời Sống sẽ gợi ý cho bạn các cách khử mùi hôi giày cực tốt nhé. Tác hại của việc giày có mùi hôi. Chân có mùi hôi thường xảy ra với những ai thường xuyên mang giày. Giày có mùi ngoài việc làm bạn mất tự tin khi giao tiếp, ảnh hưởng đến sức khỏe còn khiến giày dễ mục nát. Nhất là các loại giày vải. 20 cách khử mùi hôi giày bằng những nguyên liệu dễ tìm. Từ những nguyên liệu sẵn có trong bếp như chanh, giấm trắng, rượu, trà, bạn có thể dễ dàng xử lý mùi hôi giày hiệu quả. Sau đây là cách làm giày hết hôi hiệu quả được kênh Sức Khỏe Đời Sống tổng hợp. Cách 1. Khử mùi hôi giày bằng baking soda. Có thể nói, baking soda là một trong những nguyên liệu vô cùng đa năng. Không chỉ trong nhà bếp, baking soda còn là nguyên liệu thần thánh có thể đánh bay mùi hôi giày. Cách thực hiện như sau. Rắc 3-4 thìa cà phê bột baking soda trực tiếp vào bên trong giày. Sau đó, để chúng qua đêm. Hôm sau, đổ phần bột còn sót lại ra ngoài trước khi mang giày vào chân. Cách 2. Phơi nắng để khử mùi giày hôi. Giày thể thao khi mang vào những ngày nắng nóng hoặc khi hoạt động ngoài trời sẽ dễ bị bí. Mồ hôi chân sẽ khiến cho giày trở nên ẩm và có mùi hôi vô cùng khó chịu. Những tác động của ánh nắng mặt trời sẽ giúp bạn diệt bỏ được các loại vi khuẩn sinh sôi và khử mùi hôi hiệu quả. Đây cũng là cách nhanh gọn và đỡ tốn thời gian nhất. Tuy nhiên, để bảo vệ chất liệu giày, bạn chỉ nên phơi nắng trong khoảng 15 đến 20 phút thôi nhé. Cách 3. Cách khử mùi hôi giày bằng túi trà. Trà chứa tannin là chất có tác dụng diệt vi khuẩn tích tụ trong giày và loại bỏ mùi hôi.
Cách khử mùi hôi dày bằng túi trà khá đơn giản. Ngâm 2 gói trà túi lọc vào trong nước sôi để kích hoạt các tannin hoạt động. Sau 5 phút, lấy túi trà ra và để nguội. Khi túi trà nguội, hãy đặt vào lòng mỗi chiếc giày một gói trà. Chờ trong vòng 2 tiếng để chất tannin khử trùng và hấp thụ mùi hôi. Sau đó, dùng vải khô lau sạch giày. Không chỉ là giày thể thao, đây còn là cách khử mùi hôi giày da rất hiệu quả. Cách 4. Cách làm giày hết hôi bằng chanh tươi. Chanh là một loại quả tươi mát, đồng thời chanh dùng để làm chất tẩy rửa và ứng dụng nhiều trong đời sống hàng ngày. Nước cốt chanh còn có tác dụng khử mùi rất hiệu quả, đặc biệt đây là cách khử mùi hôi giày đá bóng hiệu quả. Vậy dùng chanh bằng cách nào? Hãy chuẩn bị một quả chanh cùng với 2 tờ báo. Vắt nước cốt chanh thấm vào tờ báo rồi đặt vào chiếc giày. Mỗi chiếc tương ứng với 1/2 trái chanh cùng một tờ báo. Để qua đêm và lấy ra vào sáng hôm sau. Cách khử mùi hôi giày đá bóng với chanh vừa đơn giản, lại hiệu quả. Giúp những chiếc giày ẩm mốc, có mùi hôi sẽ nhanh chóng thay thế bởi một đôi giày thơm tho và ngát hương chanh tươi. Cách 5. Khử mùi hôi giày ngay lập tức bằng giấm trắng. Giấm trắng là một cách tuyệt vời và cực kỳ đơn giản để khử mùi giày. Đầu tiên, dùng khăn giấy thấm giấm trắng và lau bên trong giày. Sau đó, để giày khô hoàn toàn trước khi mang chúng. Có thể vo tròn tờ giấy báo và nhét vào trong giày để hút ẩm nếu bạn sử dụng giấm hơi quá tay. Cách 6. Dùng viên khử mùi hôi giày đơn giản. Thời gian gần đây, viên khử mùi hôi giày được khá nhiều người ưa chuộng bởi sự tiện lợi. Bạn chỉ cần mua viên khử mùi hôi giày về, vặn nút xoay để mùi hương bên trong tỏa ra có thể sử dụng tiện lợi và cũng là cách khử mùi hôi giày thể thao đá bóng, giày búp bê, giày sandal và nhiều loại giày khác. Sau đó, đặt viên khử mùi hôi cho giày vào giày sau mỗi lần sử dụng là xong. Cách 7. Sử dụng phấn rôm em bé để trị hôi giày. Sử dụng phấn rôm trẻ em là một bước phòng ngừa mà bạn có thể thực hiện trước khi mang giày vào để giữ cho chúng không có mùi. Nếu bạn thấy chân mình dễ ra mồ hôi và có mùi, hãy chà phấn rôm trẻ em lên bàn chân hoặc rắc phấn rôm vào giày trước khi xỏ giày vào. Cách 8. Dùng cồn khử mùi hôi giày mới tiện lợi. Dùng cồn làm cách khử mùi hôi cho giày được rất nhiều người ứng dụng. Bởi cồn không chỉ sát khuẩn, khử trùng mà còn bay hơi khá nhanh. Do đó, chúng giúp những đôi giày ẩm nhanh chóng bay hơi. Mùi hôi giày theo đó cũng không còn nữa. Cách 9. Khử mùi hôi giày ẩm bằng rượu. Rượu có thành phần chủ yếu là cồn. Do đó, chúng cũng thường được sử dụng làm cách trị hôi giày. Bạn có thể dùng rượu chà sát lên những chỗ bẩn trên giày để hạn chế mùi hôi. Rượu không chỉ làm giảm mùi một cách tự nhiên mà còn giúp khử trùng giày hiệu quả. Cách 10. Cách khử mùi hôi giày bằng cà phê. Nếu bạn là người nghiện cà phê, thật tuyệt vời, hãy tận dụng vì chúng được xem là chất khử mùi đa năng. Cách khử mùi hôi giày sandal, giày da, giày thể thao bằng cà phê khá hiệu quả nhưng ít người biết điều này. Đầu tiên, cho bã cà phê vào ngăn đông tủ lạnh để chúng khô lại. Lưu ý, không dùng bã cà phê còn ướt vì chúng có thể làm của bạn nặng mùi hơn. Rắc bã cà phê vào bên trong giày và để chúng trong vài tiếng đồng hồ. Sau đó, nhớ đổ bã cà phê ra trước khi mang chúng. Cách 11. Dùng phèn chua hút ẩm giày đi mưa. Phèn chua là một nguyên liệu giúp sát trùng, kháng khuẩn và được sử dụng nhiều trong đông y. Với những tính năng này, phèn chua cũng thường được áp dụng để khử mùi hôi của giày. Cách khử mùi hôi giày bằng phèn chua được thực hiện như sau. Cho vài chục phèn chua vào cối giã nhỏ. Sau đó đem đun với lửa nhỏ cho phèn chua dần chuyển sang dạng lỏng, rồi dạng bột. Phèn chua có khả năng hút ẩm, kháng khuẩn. Do đó, bạn có thể rắc chúng vào giày để khử mùi hôi. Làm tương tự như với baking soda. Cách 12. Cách khử mùi hôi giày bằng muối. Giày thể thao và giày vải thường có mùi hôi khá đặc trưng. Đặc biệt, khi bạn sử dụng chúng nhiều vào mùa hè mà quên không mang tất. Hãy hấp thụ độ ẩm và khử mùi hôi cho giày bằng cách thỉnh thoảng rắc một chút muối vào giày vải của bạn và đây cũng là cách khử mùi hôi cho giày búp bê, giày thể thao hiệu quả. Cách 13. Sử dụng tinh dầu tạo mùi hương cho giày. Nhỏ một vài giọt tinh dầu thơm vào giày của bạn để tạo mùi hương thơm mát.
hãy thử sử dụng tinh dầu khuynh diệp, đinh hương hoặc dầu lá trà. Nếu bạn không muốn bôi dầu trực tiếp lên giày, hãy nhỏ vài giọt tinh dầu lên khăn giấy và đặt chúng vào trong giày của bạn qua đêm. Cách khử mùi giày này khá hiệu quả đấy. Cách 14. Dùng chai xịt giày chuyên dụng. Chai xịt giày chuyên dụng là cách khử mùi hôi giày búp bê, giày xăng đan, giày thể thao phổ biến. Khi mua chai xịt khử mùi giày, bạn cần chú ý đến loại chuyên dụng dành cho giày da hay giày vải. Bởi vì một số loại thuốc xịt khử mùi hôi giày có thể làm ố hoặc hỏng da giày. Bạn có thể tìm mua sản phẩm tại các cửa hàng bách hóa hoặc trực tuyến. Cách 15. Xà phòng cục hấp thụ mùi hôi giày. Một cách khác để khử mùi hôi khó chịu của giày là đặt cục xà phòng bên trong chiếc giày có mùi hôi như xà phòng xốp. Xà phòng xốp không chỉ hấp thụ mùi mà chúng còn để lại một mùi hương tươi mát. Đây là một phương pháp tuyệt vời để thử nếu bạn có sẵn một vài cục xà phòng trong tủ. Cách 16. Dùng cát vệ sinh cho mèo để khử mùi hôi giày. Điều này có vẻ hơi lạ, nhưng cát vệ sinh mèo chứa rất nhiều chất khử mùi và hấp ẩm cực tốt. Do đó, chúng cũng được xem là một trong những cách khử mùi hôi cho giày hiệu quả. Đổ cát vệ sinh mèo vào đáy giày và để chúng qua đêm. Đổ chúng ra vào buổi sáng. Đồng thời, dùng vải ẩm lau giày để làm sạch lần cuối. Cách 17. Cho giày vào ngăn đông tủ lạnh để khử mùi hôi giày. Bạn có thể sử dụng ngăn đông tủ lạnh để giúp loại bỏ mùi hôi của giày. Đặt giày vào trong túi zip và khóa miệng túi lại. Sau đó, đặt chúng vào ngăn đá tủ lạnh và để qua đêm. Lúc này, nhiệt độ thấp làm nhiệm vụ diệt vi khuẩn và khử mùi giày. Cách 18. Khử mùi hôi giày sau khi giặt bằng nước xả vải. Nước xả vải không chỉ được ứng dụng cho quần áo mà còn hiệu quả trên những đôi giày vải. Chúng ta ngâm giày thể thao vào thau nước đã được pha loãng với nước xả vải trong vòng từ 5-10 phút. Tránh việc ngâm quá lâu sẽ dẫn đến việc chúng làm hỏng keo, ảnh hưởng đến độ bền của giày. Bạn cần một mẹo công phu một chút nhưng khử mùi giày hiệu quả hơn rất nhiều. Cắt khăn vải cô tông thành từng miếng hình vuông 10x10cm bằng nhau. Cho 20-50ml nước xả vải vào thau, tô nhỏ. Cho lần lượt từng miếng vải cô tông vào thau, tô sao cho thấm hút hết nước xả. Sau đó, cho vào hộp thủy tinh để bảo quản và sử dụng dần. Hãy thử áp dụng cách khử mùi hôi giày giày thể thao, giày búp bê, giày đá bóng, giày xăng đan với miếng vải cô tông đặt bên trong chiếc giày là được. Bạn cũng có thể tái sử dụng khi miếng vải cô tông khi chúng đã bay hết hương thơm nước xả vải bằng cách thực hiện lại tương tự như hướng dẫn trên. Cách 19. Cách khử mùi hôi giày bằng dầu gió. Ngoài công dụng tẩy sạch các vết bẩn trên đế giày, dầu gió còn được biết đến với khả năng khử mùi giày bị hôi hiệu quả. Cách làm vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần nhỏ vài giọt dầu gió lên miếng khăn giấy. Sau đó, cho chúng vào trong giày và để qua đêm. Sáng hôm sau, bạn sẽ thấy mùi hôi giày không còn nữa. Cách 20. Sử dụng giấy thơm khử mùi hôi giày cấp tốc. Giấy thơm quần áo thường được dùng để lưu trữ mùi hương cho trang phục. Không những thế, nó còn có thể được dùng trong việc làm thơm và khử mùi hôi của giày. Sau khi giặt giày thể thao và phơi khô, bạn chỉ cần đặt giấy thơm vào trong mỗi chiếc giày rồi mang như bình thường. Nhớ thay giấy mỗi ngày nếu bạn đi nhiều nhé. Cách ngăn ngừa tình trạng giày bị hôi. Thay vì đợi đến khi mùi hôi giày đã xuất hiện mới bắt đầu tìm cách khắc phục, bạn hãy ngăn ngừa tình trạng này bằng những mẹo nhỏ sau đây. Vệ sinh giày thường xuyên hơn. Để khử mùi hôi giày thể thao, bạn nên thường xuyên làm sạch giày sau 3-5 ngày sử dụng, giặt tất đều đặn và phơi ngoài dưới ánh nắng mặt trời. Bằng cách này, bạn không chỉ ngăn chặn sự xâm nhập của vi khuẩn mà còn giữ cho đôi giày luôn giữ được vẻ sạch sẽ, thơm tho. Sử dụng phấn rôm. Phấn rôm không chỉ có tác dụng hút ẩm mà còn tạo cảm giác khô thoáng cho giày. Để giảm thiểu mùi hôi từ đôi giày, bạn có thể rắc phấn rôm vào bên trong giày hoặc thoa lên bàn chân và kẽ chân. Đây là một biện pháp ngăn ngừa và xử lý giày bị hôi trong trường hợp khẩn cấp. Giữ bàn chân sạch sẽ. Giữ cho đôi chân luôn sạch sẽ là biện pháp hiệu quả để ngăn chặn sự tấn công của vi khuẩn. Đặc biệt với những bạn có vấn đề về tuyến mồ hôi ở đôi chân sẽ ứ động và tích tụ mồ hôi trên giày. Để khắc phục vấn đề này, bạn nên thường xuyên chăm sóc và vệ sinh chân.
Đồng thời, hãy thử cách ngâm nước ấm kết hợp thêm một ít lá trà xanh nhé. Đó là một bí quyết giúp đôi chân luôn sạch khỏe và giảm thiểu tiết mùi đấy.